chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, nợ đọng bảo hiểm xã hội và những nỗ lực của ngành chức năng để thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm này, sẽ là nội dung được trao đổi trong mục chuyện từ Phố Hiến tuần này. Còn bây giờ sẽ là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 9 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2025. Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 48%, toàn tỉnh có 16 đô thị, trong đó có một đô thị loại 2, thành phố Hưng Yên, một đô thị loại 3, thị xã Mỹ Hảo, hai đô thị loại 4, đô thị Văn Lâm và đô thị Văn Giang, hai đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4, đô thị Khoái Châu, đô thị Yên Mỹ và 10 đô thị loại 5. Lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng tiếp tục đi lên từ 0,1 tới 0,3% trên năm so với trước, cận kề mức 10% trên năm. Hiện SCB vẫn là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất thị trường ở ngưỡng 9,65% trên năm. Vietinbank vừa nâng lãi suất huy động cao nhất lên 8,2% trên năm cho các khoản tiền gửi online từ 12 đến dưới 36 tháng. Techcombank tiếp tục tăng thêm lãi suất huy động thêm 0,3% trên năm. Theo đó, lãi suất huy động tiền Việt Nam đồng lên mức cao nhất là 9% trên năm ở kỳ hạn 12 tháng trở lên. Các chuyên gia dự báo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể tiếp tục tăng thêm 0,5 tới 1 điểm phần trăm trong 2 tháng cuối năm. Quốc hội vừa biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá và bước giá là 5 triệu đồng. Người trúng đấu giá không được chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi, thừa kế biển số trúng đấu giá, trừ trường hợp biển số gắn với ô tô. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng trên tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức, tiền lương bằng lương cơ sở nhân hệ số lương. Sau khi được điều chỉnh, bảng lương của người lao động sẽ tăng lên với mức tăng tùy vào từng loại công chức, bậc lương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11 vừa qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai doanh nghiệp đầu tư dự án vào khu công nghiệp Yên Mỹ với tổng số vốn gần 100 triệu đô la Mỹ, trong đó có một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Đây là tín hiệu vui trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế từ cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Sự kiện này tiếp tục khẳng định Hưng Yên là điểm sáng trong thu hút đầu tư. Dự án công nghiệp Titan Hưng Yên với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho và các công trình phụ trợ để cho thuê được thực hiện tại khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích đất thuê trên 26 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 78 triệu đô la Mỹ. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Titan Corporation, công ty con thuộc tập đoàn Prasad Property đến từ Singapore. Tại Việt Nam, tập đoàn Prasad Property đã thành lập nhiều công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh đầu tư phát triển, vận hành và quản lý bất động sản và tiếp tục mở rộng thêm một số dự án bất động sản công nghiệp tại phía Bắc để cung cấp nhà xưởng chất lượng cao cho các đối tác và đã lựa chọn Hưng Yên là địa điểm để đầu tư. Tập đoàn Fraser thì chúng tôi đầu tư một loạt khoảng 3-4 tỉnh ở phía ngoài Bắc. Tuy nhiên là ở phía Hưng Yên thì chúng tôi lại đạt được cái chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tiên trong cái thời gian vừa qua. Thì hiện giờ với tập đoàn Fraser ở trên thế giới thì chúng tôi đang quản lý khoảng gần 10 triệu mét vuông sàn về mặt là khu công nghiệp, khu nhà xưởng cũng như là các cái trung tâm logistics. Với dự án của chúng tôi ở Hưng Yên thì chúng tôi sẽ hy vọng là sẽ mang tới một cái luồng đầu tư và đặc biệt là về mặt công nghiệp sản xuất ở tỉnh sẽ lớn mạnh hơn cũng như là đóng góp một phần công sức vào ngân sách của tỉnh. Dự án kho lưu trữ hàng hóa và nhà máy sản xuất AIG tại Hưng Yên với mục tiêu đầu tư xây dựng trung tâm kho lưu trữ các sản phẩm của tập đoàn AIG và sản xuất phối trộn các loại nguyên liệu thực phẩm và phụ gia thực phẩm được thực hiện tại khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích đất thuê khoảng 4 ha và tổng vốn đầu tư trên 20 triệu đô la Mỹ. Chủ đầu tư là công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG, công ty con thuộc tập đoàn AIG. Đây là một tập đoàn hàng đầu Việt Nam và châu Á, chuyên cung cấp giải pháp kỹ thuật, nguyên liệu và các sản phẩm dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm cho các đối tác như Vinamilk, Nestle, Nutifood, Kinh Đô.
Hiện tại chúng tôi cũng có một cái trung tâm phân phối ở Bắc Ninh. Tuy nhiên là cái quy mô nó có 1 hectare thôi, nó không có đủ cho cái nhu cầu phát triển và phục vụ cho tất cả các nhà máy ở miền Bắc. Thì sau khi đi khảo sát ấy, thì Hưng Yên là một cái lựa chọn tối ưu. Thứ nhất là về mặt địa lý, Hưng Yên rất là thuận lợi khi nằm ở cái trung tâm của toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng, từ cảng Hải Phòng về tới kết nối đến các cái tỉnh thì cái địa lý là rất là thuận lợi. Thứ hai là Hưng Yên có cái cơ chế thu hút đầu tư rất là thông thoáng. Hưng Yên là một tỉnh mà khi đến thì chỉ cần đến một nơi là có thể giải quyết được tất cả các việc của đối với nhà đầu tư, thực sự là rất là gọn nhẹ. Đấy là cái rất ít các tỉnh mà có thể làm được cái điều này, và những cái lý do đó là những lý do mà tập đoàn chúng tôi chọn Hưng Yên là cái nơi để đầu tư cái dự án của mình. Không chỉ nhận được sự hỗ trợ nhanh, hiệu quả từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, mà nhà đầu tư còn nhận được sự cam kết từ công ty hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ. Viasa luôn đồng hành và cam kết với các nhà đầu tư qua các biên bản ghi nhớ, hỗ trợ các nhà đầu tư về các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư, cùng phối hợp cùng ban quản lý nghiệp tỉnh để làm sao các nhà đầu tư là thuận lợi và nhanh chóng nhất. Từ đầu năm đến nay, ban quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên cấp mới 32 dự án, trong đó có 13 dự án vốn nước ngoài, 19 dự án vốn trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 201 triệu đô la Mỹ và 2.374 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 46 dự án. Trong đó có 32 dự án vốn nước ngoài và 14 dự án vốn trong nước với tổng vốn đăng ký tăng thêm khoảng 296,4 triệu đô la Mỹ và 1.566 tỷ đồng. Như vậy đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm cho các dự án vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên đạt khoảng 670 triệu đô la Mỹ, tăng so với mục tiêu 220 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 3 dự án nước ngoài đầu tư với số vốn lớn từ 21 triệu đô la Mỹ đến 80 triệu đô la Mỹ. Số liệu này khẳng định Hưng Yên tiếp tục là địa bàn hấp dẫn các nhà đầu tư lớn. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc là bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống, khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc, cũng như khi đến tuổi già không còn khả năng lao động. Tuy nhiên hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn có những doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện quyền lợi của người lao động. Vậy thực trạng đó đang diễn ra như thế nào và ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang nỗ lực như thế nào để thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong dịp cuối năm? Đó sẽ là nội dung trao đổi trong mục chuyện từ phố Hiến ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay, ông Kiều Đình Đăng, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên. Vâng, rất là cảm ơn ông Kiều Đình Đăng đã dành thời gian đến với trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và trước tiên thì xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, đến nay trên địa bàn tỉnh có một số đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 đơn vị nợ đọng kéo dài như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gỗ Minh Long, Công ty Cổ phần Ecotech Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Việt Á, Công ty Cổ phần Yên Sơn, Công ty Cổ phần Tàu Quốc và Xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Đông Phong, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Hòa Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Phát Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè Thủy lợi Hưng Yên, Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Ô tô Đức Hòa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bao bì Thăng Long. Trong đó có đơn vị nợ kéo dài hơn 12 tháng như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Lâm tại huyện Văn Giang. Đến nay, tổ chức bảo hiểm xã hội đã tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng đối với 223 đơn vị doanh nghiệp. Qua kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, hầu hết các đơn vị chấp hành khắc phục hoặc khắc phục một số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Trong quá trình thanh tra, các đơn vị đã nộp trên 12 tỷ đồng, đồng thời thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đơn vị với tổng số tiền trên 72,3 triệu đồng. Vâng, thưa ông Kiều Đình Đăng, đến nay thì các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang diễn ra như thế nào ạ? Thì đến hết tháng 10 thì cái số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh với cái số nợ là khoảng 196 tỷ đồng. Yeah. Chiếm khoảng 3,4% số phải thu theo Bảo hiểm Việt Nam giao. Thì cái tỷ lệ nợ Bảo hiểm Việt Nam giao cho Bảo hiểm tỉnh Hưng Yên đến hết năm là khoảng 3,43%. Thì do vậy đến tháng 10 thì cái số nợ này cũng đã đạt với cái tỷ lệ được giao. Do vậy từ nay đến cuối năm thì công tác đôn đốc thu để giảm nợ đọng thì bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục mục đích để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hiện nay nó có khoảng độ tầm hơn 1.000 đơn vị là nợ
so với tổng số đơn vị thì nó chiếm khoảng 30% đơn vị tham gia bảo hiểm có nợ. Tuy nhiên thì các đơn vị nợ kéo dài thì nó có tác động ảnh hưởng đến người lao động. Thế còn số đơn vị mà do cái yếu tố khách quan chủ quan chậm đóng hàng tháng thì cái đơn vị đó thì họ sẽ khắc phục ngay trong cái tháng tiếp theo khi bảo hiểm xã hội có cái đôn đốc nhắc nhở. Cái việc chậm đóng là đều ảnh hưởng đến người lao động. Thì do vậy là người lao động cũng phải thường xuyên nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết được doanh nghiệp có chậm đóng hay có nợ bảo hiểm xã hội không. Để biết, đó là người lao động thì phải sử dụng các ứng dụng như cài VSID để biết được quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình. Thứ ba là trên các thông tin mạng xã hội như Facebook, Zalo, người lao động mà thấy doanh nghiệp mà nợ thì chúng ta đương nhiên là chúng ta đấy không có được tìm việc mới ở tại đơn vị đó. Và nếu như khi mà người lao động nắm bắt được những thông tin đó và cần có những cái kiến nghị, những cái đề xuất hoặc là giải đáp những cái thắc mắc thì sẽ liên hệ với kênh nào ạ? Bảo hiểm xã hội thì cũng có đường dây nóng để thực hiện cái việc mà nghe hoặc tiếp nhận những thông tin của người lao động. Ngoài đường dây nóng đó có bọn thường trực, mà khi người lao động mà có thông tin đến thì chúng tôi đều được giải thích cho người lao động rõ ràng. Thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng có những doanh nghiệp mà thực sự là gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, và tỉnh ta thì cũng luôn có những chính sách đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua những cái khó khăn đó, phục hồi sản xuất kinh doanh. Vậy thì ngành bảo hiểm xã hội với những doanh nghiệp này thì sẽ có những cái sự chia sẻ như thế nào nếu như doanh nghiệp có nợ đọng bảo hiểm xã hội ạ? Thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp với các bộ ngành để tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo làm sao mà các chương trình và gói hỗ trợ của Chính phủ và Quốc hội đến sớm nhất đến với người doanh nghiệp và người dân. Thì qua những cái gói hỗ trợ đó thì doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Doanh nghiệp còn được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và 0,5 mức đóng vào quỹ tai nạn lao động nghề nghiệp trong vòng 12 tháng. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận là doanh nghiệp đang hoạt động, đang tham gia bảo hiểm xã hội để được vay các gói hỗ trợ của Chính phủ với lãi suất thấp. Người lao động cũng được hưởng cái trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Thì bảo hiểm xã hội cũng đã phải xác nhận và giải quyết cũng rất là nhanh. Cái việc xác nhận cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp mà phải hỗ trợ tiền thuê nhà. Thì cái việc này thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã chỉ đạo rất sát và cũng rất kịp thời. Vậy thì làm như thế nào để ngành bảo hiểm xã hội có thể phân biệt được đâu là đơn vị đang thực sự gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cần có sự chia sẻ của ngành bảo hiểm xã hội, còn đâu là những đơn vị mà cố tình chây ý trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội ạ? Khi mà để biết được doanh nghiệp có khó khăn do cái việc mà ảnh hưởng của đại dịch COVID thì mình phải nắm bắt được cái doanh nghiệp đó là thuộc cái loại hình gì, sản xuất như thế nào và xuất khẩu đi đâu thì chúng ta mới biết được, phân biệt được. Thế còn những trường hợp mà chây ý thì khi mà đơn vị mà chúng tôi thông báo và theo dõi tháng thứ nhất, tháng thứ hai mà đơn vị vẫn chưa đóng thì đó là cũng dấu hiệu thì chúng tôi lại phải làm việc trực tiếp, có thể là mời đơn vị lên làm việc, hai là có thể xuống đơn vị để thực hiện cái việc đối chiếu kiểm soát, như thể là kiểm tra bảng lương của đơn vị. Chúng ta đã chi lương thì phải đóng bảo hiểm xã hội, khi mà đơn vị mà chưa chi lương thì đương nhiên là đơn vị khó khăn. Bởi vì đã chi lương rồi mà không đóng thì là có dấu hiệu. Tôi phải kiến nghị với cơ quan thanh tra kiểm tra để thực hiện thanh tra đột xuất hoặc thanh tra chuyên ngành. Rồi nó đã vi phạm thì phải xử lý hành chính, phạt hành chính. Và nếu như mà có dấu hiệu nữa thì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan điều tra để thực hiện xử lý theo bộ luật hình sự. Thưa ông, là với nỗ lực để đảm bảo những quyền lợi chính đáng của người lao động thì trong thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội sẽ có những cái giải pháp như thế nào để nỗ lực hơn nữa trong việc thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, đặc biệt là trong dịp cuối năm như thế này ạ? Bảo hiểm xã hội vẫn phải cố gắng hơn nữa trong công tác đôn đốc, vì mục đích cái đôn đốc đó là để làm sao mà doanh nghiệp đóng đúng, đóng đủ, đóng kịp thời, giảm thiểu tối đa tỷ lệ nợ thì quyền lợi người lao động sẽ được đảm bảo. Chúng tôi đã huy động toàn bộ công chức viên chức của ngành đôn đốc cái việc thu, giải quyết các chế độ cho người lao động. Thì khi giải quyết được chế độ cho người lao động thì đương nhiên đơn vị phải chấp hành việc nộp. Cái thứ hai nữa là cũng đề xuất với các cơ quan có liên quan, chẳng hạn như các cơ quan chính quyền địa phương về công tác thi đua khen thưởng hoặc không vinh danh đối với các doanh nghiệp mà nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi lao động. Cái thứ ba nữa là đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh có thể là yêu cầu các cơ quan có liên quan, công an, tòa án tiếp nhận các hồ sơ của các đơn vị nợ. Mục đích của chúng ta là làm sao mà người lao động phải được đảm bảo quyền lợi tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn,
Giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội không phải là câu chuyện có thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2. Và để thực hiện được điều đó thì rất cần sự phối hợp của các ngành chức năng và áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt như là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tăng cường phối hợp chia sẻ dữ liệu để nắm bắt, phát hiện đối tượng nợ đọng bảo hiểm xã hội chính xác và nhanh chóng. Và rất nhiều giải pháp mà chương trình ngày hôm nay cũng đã đưa ra. Một lần nữa thì rất là cảm ơn ông Kiều Đình Đăng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Nơi linh khí ngàn năm, góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.